Rồi chào anh em nha. Mấy bữa nay bệnh hai bữa nào mới làm clip mà em ơi. Bữa nay đã đỡ rồi, mình làm clip mới nói chuyện cho lên em trai nha. Không dạ không có lên, thấy không thấy anh này mình lận vô trả lời cũng buồn. Ha, hôm nay mình làm clip về cái vấn đề mà anh em hỏi mấy con gà mà chích thuốc mà mùa này nói chung là mùa này chết gà nó rất là nhiều, với bất cứ người nào nuôi gà phải bị một năm hai mùa. Hai mùa gà chết đó, chứ không phải là hai mùa gà gì nha, mình nói rõ cái hai mùa gà bị chết. Nó rớt trên cây nó bị bịch luôn. Nó ngã đất nó chết. Và anh em thấy là nguyên một vàng già đang đứng như tự nhiên nó tím đầu gục ngang chết. Thì đó là những cái hiện tượng mà gà bệnh nó bị rất là nhiều. Mà chết nói chung nếu mà cái nguồn bệnh đó đó nó đi ngang là nguyên khu vực đó, đảm bảo anh em khu vực trong vòng gà nó chết hết. Chỉ có một hai hộ là chỉ còn sót là vài con không sao. Nếu có thuốc đó, thì người ta nuôi không sao, còn không có thuốc đó là nó chết nguyên khu vực đó, nên là gà như nguyên sớm nó chết hết luôn. Chỉ còn má là còn sống rồi, không có thuốc là chạy về còn sống. Người nói với anh em nuôi gà, anh em không tin, mới cứ anh em nào không vậy. Một năm sẽ có hai mùa, một năm sẽ có hai mùa gà bị chết. Đó là những cái dấu hiệu mà gà mà nó cũ rũ ha, đây nó cũ rũ trên cây, nó gớt xuống đất, nó cái bịch đó, lấy bào hứng làm dọ, nó đổ á, chồm á. À, thì đó nó sẽ có hai mùa nuôi gà, bất cứ ai nuôi hay nuôi dở gì tới giờ mà ai nuôi hay nói hay không sao, tới giờ mà gà nó ý nó gần cái bịch cái là gớt trên cây gớt hết luôn, đang trong bầu nguyên dàn gà nó gục nó ngã chết. Thì cái hiện tượng đó là nuôi gà phải bị. Thì bữa nay mình nói cái vấn đề mà gà nó bị bệnh như vậy á, thì anh em toàn là mua thuốc sát trùng rồi. Thì nói chung ai cũng vậy, gà bệnh phải mua sát trùng. Anh em xịt nguyên cái vàng chùa anh em, mình nó hệ chấp cho anh em xịt luôn 5 chai 10 chai thuốc xịt luôn, gắt giờ đầy hết vàng chuồng luôn. Mình nói cái luồng gió đi ngang một cái là gà bị hết luôn, không có xịt gì được. Tại vì con gà nói chung là nó bị ngoài không khí á, chứ không phải là cái vàng chuồng anh em gà bệnh. Nên mình nói rõ luôn cho anh em biết, thì cái vàng chuồng gà bệnh, cái vàng chuồng nó mới bệnh. Thì ai có tâm lý thì như mình đây ai hỏi mình cũng chỉ như vậy, sát trùng xịt sát trùng với vàng chuồng. Thì xịt sát trùng nguyên vàng chuồng nhưng mà mình phải có thuốc mình chích, mình cho uống. Thì nó có dấu hiệu những con gà nó bị nó lây rất là lẹ, nó đang đứng cái anh em thấy nó ráy bình thường phải không, chưa nửa tiếng sau anh em quay vô anh em dọn con gà anh em bắt đầu cái nó đổi cái sắc mặt nó hơi đỏ, nó hơi sững con gà là anh em phải xử lý liền đó. Nên mình nói gì anh em nuôi gà trong chuồng, trong nhà, trong bọ gì ấp rồi đó, những cái hiện tượng gà nó bị là anh em phải biết phát hiện. Con gà đầu tiên là nuôi gà phải biết phát hiện bệnh gà và phát hiện phải có thuốc để sẵn. Thì mình nói với anh em nuôi gà và thuốc để sẵn là nó không sao, cho nên tại vì gà nó nhiều con, anh em thấy dắt nhà mẹ dắt nguyên bầy gà con đi, hồi nó quay về còn con coi con là con. Nhiều cái con gà mẹ nó bay trên nổ nó ấp xuống, bay đang ấp luôn, thấy bình thường nó ăn, nó bay lên tới một hồi chưa chiều nó bay ra, nó rớt một cái bịch, nó bay nó đứng lên cái ổ rồi đó, nhưng mà nó bay xuống á nó nằm đất luôn. Mấy gà vậy đó, nó bệnh mấy cái mùa gà nó sẽ bị hai mùa, một năm hai lần bệnh nha anh em. Là một năm hai lần bệnh là cái lúc nào thì mình nói với anh em là một đầu tiên là cái lúc mà đang mùa hè chuyển summer là nó bị một đợt nha, nó bị một đợt bệnh đó, nó đi qua kia mưa đầu mùa đó gà dễ bệnh là nó đó. Thì cái đợt thứ hai là thời tiết nó thay đổi, chuyển qua mùa đông, chuyển qua mùa lạnh đó, nói chung là nó sẽ bị về cái vấn đề đó là nó bị một năm hai mùa. Thì bởi anh em nói là nuôi gà thì gần tết chết quá trời gà chết rồi, chết mà muốn khóc luôn. Tại sao không muốn khóc được, như đầu tư tiền của vô mà đầu tư vô mới đầu tư không có nhiều quá gì hết. Anh em đầu tư mình nó biết cái công sức của mình nuôi con gà từ nhỏ tới lớn mà anh em thấy nó ngã nghe nó chết gì, mình nói chung là đứt ruột luôn, mình nói thiệt rất là tiếc. Thì tại sao anh em bị những cái vấn đề đó là như thế nào, mình nói gì gã là anh em đang hạ vườn, anh em phải tập trung. Mình nói là tập trung như thế nào, tập trung lại một chỗ cho gà nó ăn uống, cái chỗ nào nó quen cái chỗ đó. Như anh em có vườn có đất thì anh em cứ nuôi vậy, cứ giục lúa nè, giục đại vậy nè, đi uống nước đâu đi uống. Thì lúc đó con gà, cái đàn gà anh em bệnh anh em xử lý không kịp. Thì mỗi người mỗi có một cái cách nuôi khác nhau, lại như là vaccine, thuốc thuốc này nọ thì nó trong người thấy nó cũng rất là ok, nhưng mà tới giờ mà gió
bệnh đổi mùa là con gà tới giờ nó bệnh rồi, nó bệnh rồi, nó hay. Rồi cái tai nuôi nữa nha anh em. Thì anh em nói trời ơi, tôi nuôi gà nó chết đâu, tôi nuôi phải ra không có hút mang cho, mà bình thường nó không chết. Anh em kia bên bên kia nó trời ơi, tôi nuôi hút từ nhỏ tới lớn luôn, gà chết quá trời. Một người nó có một cái là cái tai nuôi gà, tai chăn nuôi. Tai chăn nuôi. Và một người nếu mà buôn bán á, phải có duyên buôn bán mới bán được. Cũng như thấy bên kia bán cơm đồng, mình lại đằng kia mình mở món cơm mà cơm mình ngon hơn luôn, nó mắm ngon hơn luôn mà ngồi bà không ăn, nó là một cái gian buôn bán nữa. Phải nói là một cái duyên buôn bán. Cũng như người học thì học giỏi, học dở thì cũng có người trời, nhưng mà ai cũng muốn học giỏi hết đâu có được, phải có học dở. Là lý do tại sao học dở là học dở mới có người xây nhà, có người làm này nọ, vậy học giỏi cũng ai cũng ngồi chỗ công ty không ai đâu mà làm. Nó cho vui vậy nè, tao lòng mình đảo luôn cái cho nó vui đi ha. Đây mình nói với anh em, nuôi gà là phải tập trung cho nó ăn cái chỗ nào đó hàng ngày. Nó uống nước, mình để mấy cái bình nước bự á, mình chịu khó nha. Từ nãy giờ mình nói chuyện cho vui, mình quay lại vấn đề con gà. Thì cái lúc mà anh em chích thì mấy con gà mà nó đứng nó sạch, nó cũ ngủ hay là nó sưng đầu phù mặt, thì mình nếu mà gà bị nhiều thì mình kết hợp lại hai cái thuốc này, mình chia sẻ anh em mua được mà không quay gì mua không được thì mua thuốc mà mình gửi cho anh em nha. Là chai Lincoxin Đài Loan đập vàng và chai Dovison. Cũng như nếu mà gà bệnh nhiều, sạc, khò khè, khu gũ, tím mặt, đứng lừ đừ, thì mình chích cái thuốc Lincoxin Đài Loan, mình pha hai cái luôn. Mình pha là như thế nào, không phải là pha hai cái thuốc nó vô một chai, không phải. Cũng như là mình rút cái chấm nước ông chích một xê đó nha, mình chia sẻ anh em. Cái này nó hiệu quả, mình xài mình thấy cái này nó rất là đạt. Gà đến củ gũ là bị này bị nọ, cái anh em chích cho mình rút cái ống nước, cái ống chích 1C đó, rút 25. Nếu gà nào nha, rút 50 đô Dovison, và rút cái 50 đô Dovison, bắt đầu rút cái 50 cái hàng Lincoxin. Rút cái hàng Lincoxin 50 vô. Hai cái đó là thành 1C. Mình chích cho những con gà đó chích 2 ngày. Và phải kèm theo hút Lincoxin, phải kèm theo là hàng Losart với hàng Diung Thanh nha. Tôi xách là đại hút nhỏ đó nè. Nhiều anh em hỏi, nhiều anh em vô đây chứ mình nói chuyện á, không thích mình mà lại sao lại ngồi canh clip lên rồi bắt đầu chửi. Chửi cái vô duyên, chửi là chửi không, nói chung là không có kêu là biết người ngu rồi đó, mà nó hẳn vậy luôn á. Ngu mình câu vậy. Hay coi làm cái gì. Đã ghét người ta mà ngồi chực chờ clip. Để mình nói chuyện với anh em thuốc. Tại vì bên YouTube bây giờ rất là khó, mình không có đưa thuốc lên tùm lum. Mình nói miệng vậy thôi. Nghe không nghe được cái thôi, nghe không được bình luận vô, nó chị không nghe trên, nó hút không nghe đéo mẹ gì hết, nó mới là sợ không? Mấy người đó nên bỏ cái clip đi chỗ khác, cầu đừng có coi clip tôi nha. Tôi chia sẻ cho anh em mà đam mê những cái gì tôi làm được, tôi chia sẻ cho anh em biết. Còn chích trong chích đó, mua hút gì đó, mua hút ai hay với chứ xài nha, mình nói gì đi. Thì hai cái thứ đó cũng như gà tre thì mình rút cũng 25 hàng Dovison, và mình rút thêm cái hàng Lincoxin là 25, nó là 50, thì mình chích cho nó chứ cũng được 2 ngày nha. Những con gà bị cụ gũ đứng từ từ nó hay thấy, để những con gà nó chừng chừng gà như là bên kia mà gà bị bệnh đó. Thì mình nuôi hút sẵn này, anh em nhiều anh em điện mình là anh em không có một cái loại hút nào, còn anh em điện mình anh em đi mua hút ngoài tiệm hút anh em chích. Chích nó không hết, chích ba hôm bữa không hết, cái anh em mới hỏi tới mình. Nói chung là ai cũng hay, ai cũng giỏi. Nói chung mình không có hơn ai hết trơn, nhưng mà biết cái gì mình chia sẻ cho anh em. Những cái thứ hút nào rẻ tiền mình chơi, nhưng mà nó hiệu quả, nó tốt thì mình chơi, chứ không có chơi mà cái thứ mắc tiền nha. Mình chia sẻ rộng rãi cho anh em chơi những cái hút của mình. Lincoxin Đài Loan, lúc vàng và Dovison, hai cái đó pha lại với nhau. Cũng như gà nhỏ thì anh em cũng ít lần chút, gà nhỏ ký anh em coi hiếu ký đó, vậy đó thôi chứ không gì hết. Như mình chích nó 1C
thì mình nhớ 15 giọt lô sát và 3 viên dung thanh hùng lực luôn, không sao hết nha. Đó, hai thứ mình gom mình chích luôn. Còn mà nó còn về cái gà tre thì 0,5 lúc 25 là 0,5 thì mình cũng cho 12 giọt và 2 viên lưu dung thanh, thì mình làm cho nó liên tục nó 2 ngày, chích đi nó 2 ngày. Đầu tiên mũi đầu sáng, nói chung là không phải là sáng gì, lúc nào con gà bị bật ra mình thấy là mình xử lý liền, mình chích liền thì nó hiệu quả nha nè. Mình nuôi gà cho mình thấy biết nhìn con gà nó bị cái gì, nó bệnh hiện tượng, nó biểu hiện nó, mình mới xử lý nó mới hiệu quả nha. Liên vô xin là lo nắp vàng và đô si son lô sát dương thanh là những cái thuốc đó là nuôi gà không bao giờ thiếu, phải có, chứ không phải mà đợi gà bệnh mà anh em chích thuốc này nọ không hết cái anh em mới điện là nó không có đạt cái hiệu quả nghe nè, nói nha là nó không có đạt cái hiệu quả cái chỗ nào hết nha. Thì những cái gì đó mà mình chia sẻ cho anh em mới qua đây, anh em điện hỏi mình là gà chết tờ lưa hết, nó khò khè, nó chặt, nó lên đàm lên nhớt gì tùm lum, mà nhưng mà thực ra không có người nào có loại thuốc nào trong nhà, nhưng mà có luôn đó, người ta tại vì người ta sản xuất khác bắt đầu không hết á, người ta mới điện hỏi mình, người ta bình luận với hỏi mình, nhưng mà mình không biết người nào ghét người nào hơn. Thì nói chung ai điện mình thích mình mới điện, nhưng mà không thích mà điện mình chi ha. Mình cũng mong anh em có điện thoại về, đó là những cái đóng góp cho mình, cái động lực cho mình làm clip chia sẻ cho anh em hết. Mấy em về bệnh không có lên clip nè mày, cùng cảm cũng chào anh em nha.